Thì tiếp tục hôm nay tôi là giới thiệu cho các bác làm một căn nhà. Vâng, đây là căn nhà mà tôi muốn giới thiệu cho các bác ngày hôm nay. Đấy. Vị trí tôi đứng đây là cái con hẻm với hai xe hơi rách nhau sông ở phía sau. Và ngay đầu hẻm là công an Hiệp Thành quận 12. Nếu như bác nhớ thì chúng tôi đã từng review cho các bác một căn nhà ở khu vực đây rồi. Nếu các bác nào mà chưa xem thì hãy xem lại, chúng tôi sẽ chèn link ở phía dưới. Tôi sẽ chèn link ở phía dưới cho các bác để các bác xem lại và để mà cảm nhận. Đấy là và so sánh giữa hai căn nhà. Hi, chào các bác. Chào mừng các bác lại quay trở lại với lại kênh review nhà View Home. Thì tiếp tục hôm nay tôi là giới thiệu cho các bác làm một căn nhà. Vâng, đây là căn nhà mà tôi muốn giới thiệu cho các bác ngày hôm nay. Đấy. Vị trí tôi đứng đây là cái con hẻm với hai xe hơi rách nhau sông ở phía sau. Và ngay đầu hẻm là công an Hiệp Thành quận 12. Nếu như các bác nhớ thì chúng tôi đã từng review cho các bác một căn nhà ở khu vực đây rồi. Nếu các bác nào mà chưa xem thì hãy xem lại, chúng tôi sẽ chèn link ở phía dưới. Tôi sẽ chèn link ở phía dưới cho các bác để các bác xem lại và để mà cảm nhận. Đấy là và so sánh giữa hai căn nhà. Đấy, cũng như căn nhà trước thì tôi thấy là căn nhà ở đây là một bố trí lớp hai lớp cửa. Ngay đầu vào thì chúng ta sẽ có một lớp cửa sắt bốn cánh. Đấy, như thế này. Và sau đó chúng ta sẽ có một khoảng sân sâu vào 3,5 m. Và mái của cái sân đây chúng ta được chủ nhà đã đúc sẵn rồi. Chủ nhà đúc sẵn luôn rồi. Nhà là nằm ở hướng Tây nhé các bác. Với diện tích xây dựng là 4 x 18. Chủ nhà làm sẵn cái hệ thống đây. Ở đây chúng ta chủ nhà làm sẵn cái đường dây điện, đường dây để gắn camera cho toàn bộ hệ thống căn nhà. Thì sau cái khoảng sân thì chúng ta có đến một cái lớp cửa nhựa lõi thép với khung kính cường lực kết hợp đấy. Còn đây là khu vực phòng khách của căn nhà. Thì phòng khách của căn nhà được bố trí hai bên, với hai bên tường là chủ nhà bố trí các bức tranh tường trang trí với các viền thạch cao trang trí. Ở trần thì chúng ta có thể thấy là hệ thống đèn led chiếu sáng trần thạch cao và đèn chùm ở trung tâm phòng khách. Rồi. Tiếp đến thì chúng ta sẽ có khu vực để lên cầu thang ở trên lầu. Và sau đó là có khu vực bếp. Và khu vực ra sân sau của căn nhà. Đó. Đây khu vực bếp. Chúng ta thấy là khu vực bếp được ngăn cách với lại cầu thang. Chúng ta thấy là có một cái bức tranh bằng tranh này là tranh nhựa nhé các bác, tranh nhựa phay CNC với hình hai con rồng. Và khu vực bếp là chủ nhà là làm sẵn cái tủ gỗ bếp, tủ trên, tủ dưới. Đấy. Toàn bộ trong phòng bếp này chủ nhà là ốp gạch cao lên đến 1,8 m hết rồi, rất là sạch sẽ. Vách kiến của khu vực bếp là dùng kính cường lực với là tranh trang trí phía sau và đèn led đi một dải cái đèn led đây chiếu sáng. Mặt bàn thì dùng cái bếp dùng mặt đá hoa cương màu đen. Đấy. Tủ bếp dưới và chậu rửa inox. Đây. Chậu lửa toàn Mỹ inox 304 với loại hai bồn, một bồn lớn và một bồn nhỏ hơn. Có sẵn hệ thống nóng lạnh, nước nóng mặt trời luôn rồi. Đấy. Ở đây chúng ta sẽ có một bức tranh thuần buồm xuôi gió kết hợp với đồng hồ. Và cửa đi ra phía sân ở sau. Phía sân sau đây chúng ta sẽ có một cái khoảng sân nhỏ
với cửa ra vào là cửa nhựa lõi thép kính cường lực, đóng ngay kín kịp luôn. Và toilet ở phía sau đây. Ồ, toilet này rộng rãi nhỉ. Vâng, cửa nhựa nhé các bác, cửa nhựa lõi thép luôn. Đây, sử dụng bồn cầu một khối, vòi xịt, sen tắm và sen cây, hệ thống chậu rửa, này, gương soi. Tường ở đây chúng ta thấy là chủ nhà làm toàn bộ, là ốp toàn bộ gạch cao phun hết toilet luôn. Ok, như vậy là chúng ta đã tham quan xong khu vực tầng trệt của nhà. Mời các bác di chuyển lên phía trên để tiếp tục tham quan thêm ở trên lầu. Còn đây là khu vực chiếu nghỉ cầu thang, thì chiếu nghỉ khu vực đây chủ nhà cũng ốp sẵn gạch men từ dưới lên phun tường luôn. Tay vịn cầu thang là tay vịn gỗ, kính cường lực và cây inox kết hợp. Dùng ốp cầu thang thì sử dụng đá hoa cương tự nhiên với hai tông màu, màu vàng và màu đen. Vâng, như vậy là có hai phòng ngủ, với phòng ngủ phía trước và phòng ngủ phía sau. Đây, mời các bác tham quan đây, phòng ngủ phía sau đi. Cửa ra vào là cửa gỗ tự nhiên, sử dụng tay khóa đấm. Đây, với phòng ngủ rất là rộng rãi, hai bên cũng được trang trí hai bức tranh. Dây điện bật chưa hết lên không? Có hệ thống đèn LED chiếu sáng á. À, đèn ngủ. Đấy. Trần thạch cao, đèn LED chiếu sáng, đèn ngủ, đèn hắt tường, đèn âm trần thạch cao. Đây có một lớp cửa nhựa này để ra giếng trời này. Ủa, thoáng quá. Đấy, khung bảo vệ ra cửa sau này, rèm cửa này. Đây, phía giếng trời chúng ta chủ nhà làm sẵn cái khung bảo vệ bằng bằng sắt rồi. Và ở đây chúng ta có một cái toilet cho phòng ngủ ở phía sau. Gạch được ốp cao đến 2 mét, sử dụng bồn cầu một khối, vòi xịt, sen tắm và sen cây, chậu rửa và kính soi. Đó. Cửa thì cửa nhôm kính. Ok. À, đây, đường có sẵn đường ống gắn máy lạnh nhé các bác. Vâng, đây là phòng ngủ ở phía trước. Thì ngay tôi đi vào là bên phải, phòng bên phải tôi đây là sẽ là toilet. Đây. Đây là toilet của phòng ngủ phía trước. Cửa là sử dụng cửa nhựa lõi thép. Bồn rửa là loại chậu vuông có kề luôn, làm trang trí kề và kiếng soi, bồn cầu một loại một khối. Khác với lại các phòng tắm, khác là phòng tắm ở đây tôi thấy là có cái vách kiếng cường lực để ngăn cái khu vực tắm và cái khu vực vệ sinh ra để tránh ướt sàn ở khu vực phía trước. Rồi, đây là phòng ngủ ở phía trước. Và thấy đèn nha. Đây. Rồi, đây là phòng ngủ phía trước. Cũng được trang trí về hai cái tấm nhắn tường ở hai bên. Cái này trang trí họa tiết, còn bên kia là bức tranh hình mấy bông. Có sẵn đường ống gắn, ống chờ để gắn máy lạnh ở, tức là mỗi phòng đều có đường ống gắn máy lạnh chờ. Phòng này là còn có cửa sổ để ra sân ở phía trước. Đây, khoảng sân ở phía trước đây, toàn bộ khoảng sân phía trước này chúng ta thấy là, đây mời các bác tham quan qua, khoảng sân phía trước là có toàn bộ được ốp gạch phun hết và có lan can cùng tông màu với lấy cửa đi ở phía dưới. Ok, mời các bác tiếp tục di chuyển lên lầu 2 đi. Ủa đẹp nhỉ. Shhh.
Vâng, như vậy là lầu 2 cũng được bố trí hai phòng ngủ với mỗi phòng có phòng vệ sinh riêng biệt, cũng là phòng phía trước và phòng phía sau. Thì mời các bác tham quan, chúng ta tham quan lướt qua nhé. Đây, cũng được trang trí giống hệt luôn. Phòng tắm ở phía sau. Đó, hệ thống ống chờ gắn máy lạnh. Tầng thạch cao, đèn led chiếu sáng. Rồi, ok, ra phòng ngủ phía trước đi. Vâng, cũng là giống như vậy nha các bác, cũng giống với phòng ngủ phía trước ở lầu 1. Vâng, như vậy là khác với lại là ở lầu 1 thì ở lầu 2 phòng ngủ phía trước không có sân, mà thay vào đó là chúng ta chỉ có ban công thôi. Rồi, mời các bác tiếp tục di chuyển lên trên lầu trên. Vâng, mát quá. Đây, khoảng sân ở phía sân phơi ở phía sau của căn nhà nằm ở trên lầu 3. Chủ nhà đã xây dựng cái khung sắt bảo vệ và lợp mái tôn chống nắng căn nhà. Toàn bộ đây là được ốp gạch hết và có cái hệ thống đường ống để mà chờ để gắn máy giặt ở đây, đường nước cấp, đường nước thoát và ổ điện. Vâng, như vậy là cái toilet này là để sử dụng là khi nào mình có một cái tiệc party ở trên này mà đang mắc quá làm sao mà đi xuống được thì sử dụng cái toilet này là cực kỳ hợp lý nha các bác, không phải di chuyển xa, có ngay giải quyết tại chỗ luôn vấn đề của các bác. Rồi, ok, di chuyển ra cái phòng ngủ ở phòng phía trước đi các bác. Vâng, là cửa gỗ tay nắm này phía trước này, cửa gỗ tự nhiên. Đây là cái phòng ngủ, đây là một cái phòng rất là lớn, kết hợp với lại là diện tích là khoảng bằng cái phòng ngủ phía trước, bao gồm cả toilet, nhưng mà phòng ngủ ở phía trên này thì không có toilet. Ồ, không đúng chìa khóa. Vâng, đây là đi ra ban công ở phía trước ở trên lầu 3. Rồi, vâng, hẻm phía trước đó là đường Tân Thế Hiệp 07 và công an quận 12. Ok, như vậy là chúng ta đã tham quan xong cái ngôi nhà ở khu vực ở đây rồi. Được bố trí là nhà một trệt 3 lầu với 5 phòng tất cả, và có 4 phòng là có phòng vệ sinh khép kín. Ở tầng trệt chúng ta có phòng khách, phòng bếp, toilet ở tầng trệt, sân ở phía sau, sân phía trước. Ở lầu 1 và lầu 2 thì chúng ta có 4 phòng ngủ với mỗi phòng vệ sinh riêng biệt. Ở trên lầu 3 thì chúng ta sẽ có sân thường ở phía sau và phòng lớn ở phía trước, cũng có một toilet ở trên sân này. Rồi, như vậy là video của chúng tôi là xin kết thúc ở đây. Nếu các bạn thấy hay và bổ ích thì hãy like, subscribe kênh để ủng hộ kênh nhé. Chào tạm biệt các bác.